Chúng ta cùng chuyển sang cấu trúc ngữ pháp của ngày thứ tư tuần thứ nhất. Yonichime Bekiyoni Natta. Ở đây chúng ta thấy có một cuộc hội thoại giữa hai người. Có người phụ nữ nói là Teo Tiana Yoni Kiyosukete. Hãy chú ý cẩn thận, không bị cắt vào tay. Và đây có một đứa trẻ trả lời là Umaku dekiru ni natta, cuối cùng thì em cũng đã làm được. Và chúng ta cùng chuyển sang cấu trúc ngữ pháp thứ nhất, từ ní tư liệu. Thực chất đây là một cấu trúc nhắc lại trong của N3. Đây là một cấu trúc nhắc lại mà chúng ta đã học ở N4. Dù ní tư liệu ở đây là mẫu câu dùng để diễn tả một việc đều đặn hay là một nỗ lực thực hiện một việc gì đó liên tục hay là không thực hiện một việc gì đó. Cách chia trước rồi lý thì chúng ta sẽ để ở dạng vê lự hoặc vê mai. Chúng ta cùng xét ví dụ. Wasuremono shinai to ni shimasu, hãy cố gắng đừng để quên đồ. Ví dụ thứ hai là masetsu wo haomiyaku to ni shiteru, cố gắng là đánh răng sau mỗi bữa ăn. Tiếp theo chúng ta cùng sang cấu trúc ngữ pháp thứ hai, dồ mí. Sau dồ mí chúng ta để ý thấy là không có sư dụ. Ở đây dồ mí lúc này sẽ đứng ở giữa câu. Dồ mí, trước dồ mí là một động từ để mục đích hoặc là mục tiêu. Và chúng ta cần phân biệt giữa dồ mí và tami mí. Về tami mí thì trước tami mí sẽ là một động từ thể hiện ước muốn này hay là khát khao. Còn trước tami mí chỉ là những hành động đơn giản bình thường, không phải là mang tính mơ ước ước vọng về một tương lai gì đó. Chúng ta cùng xét ví dụ. Hai ví dụ cuối cùng. Ie o kau tame ni chokin shiteru. Ở đây chúng ta sử dụng tame ni chứ không sử dụng yo ni, vì nghĩa của câu này là tôi tiết kiệm tiền để mua nhà. Cái hành động mua nhà ở đây là thể hiện cái một khát vọng, một ước muốn gì đó to lớn. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ thứ hai về yo ni. Ví dụ như là Minani kyo ke yo ni motto okina koe de hanashite kudasai, hay nói to hơn một chút để mọi người có thể nghe thấy. Cái trước câu yo ni là để mọi người có thể nghe thấy thì chúng ta thấy là ở đây không có thể hiện một khát vọng hay là một ước ao gì đó to lớn. Ví dụ thứ hai, wasurina nayo ni techo ni kaite oko, hãy viết vào cuốn danh sách, cuốn sổ tay này để không bị quên. Và chúng ta nhớ là ngoài vê lự vê nai trước rổ ní ra thì chúng ta có thể sử dụng động từ chia ở dạng vê lê lự. Chúng ta cùng chuyển sang cấu trúc ngữ pháp thứ ba, dồ ní na lự. Thực chất đây là cấu trúc ngữ pháp chúng ta đã được học ở trong N4, và hôm nay chúng ta gặp thì cũng chỉ là để nhắc lại về dồ ní na lự, dùng để diễn tả một trạng thái không làm được một việc gì đó sang trạng thái có thể làm được. Ở đây chúng ta cùng xét ví dụ. Kono DVD player ga kowarete iru nda yo ne. Iya nasta moratta ga kaeru yo ni natta yo. Và cái đĩa DVD này đang hỏng nhỉ? Ồ, không phải đâu, vì nó được sửa nên là có thể làm được rồi. Chúng ta thấy là cái đĩa DVD này từ trạng thái là bị hỏng không sử dụng được sang trạng thái là có thể sử dụng được. Chúng ta cùng đọc ví dụ thứ hai. Chúng ta cùng đọc ví dụ thứ hai. Kono no denki wa hito ga toru
Toshikuyo ni nashitemasu. Cái đèn điện này thì đã giúp cho những cái người mọi người có thể qua đường. Câu này thì từ việc là trước mọi người không thể qua đường được, nhưng mà sau khi có cái đèn này thì mọi người đã có thể qua được đường. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần review siêu bài tập thứ nhất. Câu thứ nhất chúng ta có hai đáp án là ta nên lý và đồ lý. Sự khác nhau giữa hai cấu trúc ngữ pháp này là ta nên lý thì thể hiện một cái ước ao khát vọng và to lớn, còn đồ lý thì chỉ là một cái mục tiêu hay là một cái mục đích gì đó nhỏ thôi. Ở trong câu này thì chúng ta sẽ đọc phía trước và phía sau. Phía trước là kaze ga naranai, phía sau là maru o shimete okimasu. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là dồ ní là phù hợp hơn, vì đọc cả câu là hãy giữ nguyên cái cửa sổ đóng như vậy để gió không thể vào được. Chúng ta không thể dùng tame ní vì với nghĩa của câu này không phù hợp. Chúng ta cùng chuyển sang câu 2. Câu 2 có shite và natte. Ở đây chúng ta cùng đọc về phía trước. Kenko no tame ni yasai taberu ni imasu. Ở đây với đầu là để có được cái sức khỏe thì người này phải thường xuyên cố gắng là ăn nhiều rau. Vì vậy chúng ta phải chọn đáp án là A, dồ ní shite imasu, dùng để hiểu nhận một việc gì đó cố gắng làm đều đặn thường xuyên. Chúng ta chuyển sang câu thứ ba. Câu thứ ba có dồ ní và tame ní. Trước dồ ní và tame ní này thì chúng ta thấy là có vô các cự dekiru. Ở đây là dạng động từ thể hiện sự thể khả năng. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A là dồ ní, vì trước dồ ní sẽ là động từ thể hiện thể khả năng về dự đấy. Chúng ta cùng đọc cả câu. Đa các cự ní có các cự bê kêu dồ ní isoken bay bên kêu stê imas. Tôi đã cố gắng hết sức học hành để có thể thi đỗ vào đại học. Chúng ta chuyển sang câu thứ tư. Ở đây tương tự, chúng ta có dù có hai đáp án là hanasu và hanaseru. Ở đằng sau nó là dù ní naritai. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là B, thì đáp án B là phù hợp nhất thể hiện cái điều mà người này muốn có được từ trạng thái không thể sang trạng thái có thể. Vừa thể hiện ý muốn này, vừa thể hiện cái trạng thái mà từ không thể sang có thể. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B hay là C được. Chúng ta đọc cả câu là Nihonji ni tai ni nihongo ga hanaseru yoru ni naritai. Là tôi muốn trở nên có thể giỏi tiếng Nhật hay là có thể nói chuyện giống như là một người Nhật. Chúng ta chuyển sang câu thứ năm, câu cuối cùng. Kono intahon wa tsutsu ni nare ga kitaka wakaru hoặc wakareru yo ni natte iru. Thì tính chất dồ ní thì chúng ta nhớ là động từ sẽ không biểu hiện ở thể chủ ý, như ví dụ như là chủ ý. Ở đây thì chúng ta có wakaru là biết, ở đây là intahon là cái chuông. Trước dồ ní naru là động từ chỉ ở dạng veru đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Đọc cả câu là Kono intahon wa
chú sử ni đà rê gá kí tạ thạ hoa ca rự rù ní ngá tê rự. Cái chuông này thì có thể biết được những người mà đã đến khi vắng nhà. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang phần nguyên siêu 2. Ở đây, yêu cầu của bài này là chúng ta sẽ sắp xếp 4 đáp án này với một trình tự phù hợp. Chúng ta cùng vào câu thứ 6. Ở đây có 4 đáp án sư rự, yô ní, ư gai nhạ, tê rai ô. Và đáp án cuối cùng là naranai. Chúng ta thấy rằng ư gai nhạ, tê rai ô sau ố sẽ là một động từ. Ở đây có hai động từ là sư rự và naranai. Chúng ta sẽ loại bỏ naranai vì naranai không đi với trợ từ là ố. Vì vậy, chúng ta sẽ điền 3 đứng trước 1. Chúng ta để ý thấy câu người ta cho ở phía trên có dù ní stê mát. Ở câu này, dù ní stê mát mang ý nghĩa là cố gắng thường xuyên làm gì đó. Vì vậy, chúng ta sẽ phải điền sư rự chứ không điền naranai. Vậy thứ tự sẽ là 3-1, sau đó đến dù ní stê mát. Chúng ta còn hai đáp án là dù ní và naranai. Vậy thì dù ní sẽ phải đứng sau naranai. Chúng ta có trình tự phù hợp là 4-2-3-1. Đọc cả câu là Isu en dạ ni naranai dù ní từ gai dạ tê lai ô sư rự dù ní stê mát. Là để tránh bị bệnh cúm thì chúng ta nên xúc miệng và rửa tay. Chúng ta cùng chuyển sang câu thứ 7. Câu thứ 7 tương tự có 4 đáp án. Morai ru koa rete mo yoni tara de neste. Tara ở đây là miễn phí, sửa chữa miễn phí. Chúng ta để ý thấy câu ở trên có natte ru. Vì vậy đứng trước natte ru sẽ phải là yoni. Trước yoni sẽ là một động từ thể nai hoặc thể veru hoặc là một động từ veru. Vậy ứng trước rồi nhí, đứng trước ba lúc này sẽ phải là một, và đứng trước một sẽ là một trợ từ hoặc là một động từ chia thể t. Ở đây có chỉ có 4 là phù hợp. Vậy 4 sẽ đứng trước một và chúng ta sẽ suy ra là 2 sẽ đứng đầu tiên. Đáp án phù hợp là 2-4-1-3. Chúng ta cùng đọc là câu tai tây nội đen kinh xe hình quá thì xin em y này là cô a vê tê mộ ta đã bệ nó tê môi rự rồ nị nhắc tê rự. Đối với những sản phẩm điện thông thường thì nếu trong vòng 1 năm chúng ta có thể được sửa chữa miễn phí. Kết thúc bài học hôm nay thì chúng ta cần nhớ cách sử dụng của nhiều lý sư rượu, nhiều lý và nhiều lý nai.